Số 11, Triều Tiên nợ Thụy Điển 330 triệu đô la. Vào những năm 1970, Triều Tiên là một trong những quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất trên thế giới. Thụy Điển vào thời điểm đó đã nhìn thấy tiềm năng thương mại với Triều Tiên. Ngày 4 tháng 4 năm 1973, Thụy Điển chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Năm 1974, lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành đã đặt mua 1.000 chiếc xe Volvo mẫu 144 và một số thiết bị khác. Ngay trong năm đó, Thụy Điển đã bắt đầu chuyển những chiếc này đến Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên lại không trả tiền ô tô cho Thụy Điển. Đơn hàng trị giá 73 triệu đô la này đến nay vẫn chưa được thanh toán. Mặt khác, dù rõ ràng là số tiền nợ đã vượt quá giới hạn và cơ hội nhận được thanh khoản gần như là bằng không, các nhà chức trách Thụy Điển vẫn gửi hóa đơn đều đặn cho phía Triều Tiên mỗi năm.